Vâng, dạ thưa, xin lại kính chào quý vị cùng các bạn đến với cửa hàng em Thành Đồ Cổ Đồ Châu Âu. Thì hôm nay các bác nhé, bên em lại set up một lượt những sản phẩm đẹp, sản phẩm VIP để gửi đến các quý vị thân yêu, những cái sản phẩm hot hit nhất trên thị trường hiện nay. Thì cũng thưa các bác là với bên em dòng giã và những đơn vị đã dòng giã like đồng hồ treo tường, những cái mẫu ô đô thùng bè, đúng không ạ? Tã khúc thì bên em thì cũng vãn rồi. Nhưng để bù vào đó thì các bác bảo thế với bên em thì chỉ có đồng hồ treo tường không thôi à. Thì bên em cũng về được rất nhiều những cái mẫu vai bò Anh, đúng không ạ? Nhưng mẫu tạ khúc Đức để làm ấm cái không gian của nhà các bác nhé. Thì cũng nhiều bác về cũng hỏi bảo là đúng là lắp, nhất là những cái con tạ khúc này các bác này. Những cái con tạ khúc này về vào những không gian nhà các bác lắp nên treo rất là đẹp luôn, mà giá cả nó chỉ ngang ngửa con tạ lê thôi bác. Nó chỉ ngang con tạ lê, nhưng khi mà cái con tạ khúc của nó là khúc dài, lắc của nó lắc ngoài đung đưa thì bên trên lại có các vị thần Alat, có thiên thần, nhìn trông đẹp lắm. Mặt của nó lại mặt trăng sao các bác, nên là nó vượt trội hơn hẳn các bác, bởi vì nó chạy hai bộ máy. Thì sản phẩm đầu tiên các bác nhé, em xin like con số 1. Vâng, em xin đo kích thước con này và em xin like. Vâng, đây là chiếc đồng hồ các bác, nhìn trông rất là đẹp, đúng không ạ? Màu này là màu mận chín, đúng không ạ? Với các bác ở Lai Châu Tây Bắc thì các bác không lạ gì cái màu này, bởi vì là khi mà tháng 5 đến, cái mồng mỗi khi mà đầu tháng 5 đến, đúng không ạ, thì những cái màu hoa mận, màu quả mận chín nó lở trắng một đồi, đúng không ạ? Thì khi đó các bác gặp những quả mận những màu này, đúng không ạ? Màu mận chín. Và đặc biệt cái con này thì mặt của nó là mặt, đúng không ạ, mặt kim loại các bác, mặt nó như kiểu mặt inox kim loại, và bốn góc của nó thì bị in bốn góc thiên thần, số là số La Mã. Và con này thì em thấy ghi là 31, đây là 31 ngày. Con này thì để cho bác nào mà lười lên cót các bác nhé. Các bác nào mà lười lên gót thì các bác lên một phát lên cả tháng luôn, đúng không ạ? Lên tròn chỉnh luôn. Vâng, con này thì cái cơ cấu thì em thấy có một số các dây thích xích này thì là nó để gọi là treo để co đấy các bác, nó như kiểu dòng treo tạ, bởi vì là những cái dòng mà đánh, những cái dòng chạy, đúng không ạ? Những cái dòng đã chạy bằng cót thì không bao giờ có chạy bằng tạ các bác nhé. Nên là cái xích này thì nó chỉ là để co, nó treo cho đẹp thôi các bác nhé, đúng không ạ? Ở bên trong. Và chiếc này thì nó đánh gông vòng. Đây em để, em đang bỏ xích ra đây, em đang bỏ xích ra để nghe âm. Nghe âm con này thì đánh rất là phê, đúng không ạ? Rất là phê tai luôn. Mặt đẹp nhỉ các bác nhỉ. Và cái đời các bác, đời này thì các bác nhìn cho em cái chương, nó giống như kiểu đời Howard Mueller, cái phiên bản kỷ niệm đấy, đúng không ạ? Nó có hai chương vươn lên và có một con tiện này nó thõng ở giữa này, nhìn trông nó điệu lắm. Và con này thì phải nói là cái mộc gỗ sồi các bác, mộc gỗ sồi con này thì phải nói là rất là đẹp, là luột luôn, đúng không ạ? Ở góc này thì người ta bo những cái đường kính và với những cái đường cao su mềm các bác, để giữ cho kính nó không bị nong nay. Thôi em không cần phải ấy đâu. Vâng, con này thì đặc biệt của nó là đánh chuông vòng các nhá, và hai bên thì nó thả hai sợi dây xích này, em còn chưa tháo ra được, đúng không ạ? Để em thử cái chuông, bởi cái chuông này âm nó hay lắm. Máy thì em xin quay các bác nhé. Máy rất là to đẹp để các bác nhé. Máy to đẹp. Ổ cót này, ổ cót chạy 31 ngày nên của nó cót rất là to. Chiếc này thì em xin đại siêu con đầu tiên các bác nhé. Em đo kích cỡ và em đại siêu con đầu tiên, các bác không thể gặp được con thứ hai đâu. 56 phân các bác nhé. 56 nhân 25 các bác nhé. Số quá là đẹp luôn. 56 nhân 25. Đẹp lắm các bác ạ. Đúng không ạ? Dáng của nó là dáng kiểu tạ khúc, nhưng mà mặt nó lại đồng hồ lên cót các bác nhé. Và nó chạy 31 ngày. Và con này thì màu mận chín khá là đẹp. Con này thì các bác nhìn treo một con này thì nó bằng vạn lần con tạ lê, mà khi các bác chỉ cần lên cót đúng một lần, đúng không ạ? Lên cót đúng một lần chơi một tháng các bác. Con này thì em xin sale giá 1.900.000, con này em xin mỗi phí vận chuyển quá nhá. Phí vận chuyển con này thì về mất 1.100.000, 1.200.000 và lưu kho bến bãi, đúng không ạ? Và cái tiền bên em phải mua đồng hồ bên kia chắc chắn, thì con này mua bên kia chắc phải tầm 40-50 các bác, đúng không ạ? Nhưng em chỉ xin mỗi cái phí vận chuyển thôi, mới cả thêm một chút chút cái tiền nửa con đồng hồ thôi. Buổi con này em hôm nay thì em bên em xin sale đại hạ giá quá, xin đại hạ giá. Và sản phẩm con thứ hai các bác ơi, các bác nhìn cho em đẹp lắm luôn đấy ạ. Đấy, khi mà nó thả xích xuống luôn ạ, khi nó thả xích xuống rất là đẹp luôn. Có 1.900.000 mà chạy 31 ngày, chơi sướng thế còn gì, đúng không ạ? Tiếp theo thì em xin like con thứ hai. Chiếc này thì dáng này dáng song tiện các nhá. Dáng song tiện thì tây nó về thì cái màu này thì nó hơi sáng hơn màu bình thường một tí, chắc là tây nó nằm thêm và nhà hãng thì chắc phải màu trầm. Thì em sẽ bảo cạnh nhà em có cô thợ thì làm nên màu rất là giỏi.
thì sẽ bảo lên cái màu đồng như màu lạch, đúng không ạ? Trên dưới như nhau, đúng không ạ? Dáng này thì các bác nhìn cho em, phải nói là cái dáng rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Và đôi khi thì chỗ này thì có việc sơn chày thì em cũng bảo spa luôn, đúng không ạ? Nhưng không có gì xảy ra, bởi vì là thực sự ra thì cô thợ nhà em thì đúng không ạ, có việc gia đình thì cũng về, chắc đúng nhà có đám thì cũng bận một số ngày, chắc khoảng tuần các bác. Thì khi mà cô xong việc thì em sẽ bảo trước khi các anh nhận là không có các việc xước này đâu các anh nhé. Khi các anh nhận là không có việc xước này đâu, bên em sẽ lấy vec ly, bên em sẽ lau hết các bác, spa hết luôn, kể cả cái chương này. Con này dáng này là dáng song tiện các nhá, dáng song tiện có hoa mà, đúng không ạ? Và máy này là máy Đức các nhá, máy Đức mặt hai lòng, đúng không ạ? Máy Đức mặt hai lòng, lắc đàn các nhá. Đấy, các bác nhìn lắc đàn lắc kê các nhá. Đấy, con ốc đâu mất rồi, đúng không ạ? Có con ốc dưới các bác, lắc kê vàng nhìn nhìn sáng bong mắt, đúng không ạ? Nhìn đẹp lắm. Và hơn nữa là con này thì nó chạy thông thủy. Đây, rút máy con này thì như mới, em không phải rút ra đâu các bác. Chắc chắn những cái con như này thì các bác phải tranh nhau rồi, đúng không ạ? Những cái con này không còn đâu các bác. Dáng nó độc lạ mà xinh xinh như này. Em đo kích thước luôn. Con số 2, ghi con số 2 nhé. 58 nhân 28 các nhé. 58 nhân 28 dáng xinh nhỉ các bác nhỉ. Mã số 2, 58 nhân 28. Lắc đàn luôn các bác nhé. Em xin sale với giá 2.600.000. Úi xục. Làm gì có giá này ngoài thị trường các bác. Làm gì có giá này ngoài thị trường. 2.600.000, đúng không ạ? Tiếp theo em xin like con số 3. Vâng các bác nhé, con số 3 thì dạo này gần đây rất nhiều các bác hỏi nhà có những chiếc tạ khúc không, thì em cũng xin thưa với các bác thì tạ khúc nhà bên em thì nó không phải nhiều lắm, nhưng mà bên em đã độc quyền ở trên thị trường, đúng không ạ? Bên em đã nhập độc quyền các bác nhé. Buổi bên em thì một trong những cái đơn vị bán rất là lớn, nên là hôm vừa rồi em nhập mặt quỷ, bây giờ các bác đây nhà em chỉ còn sót một bộ hai bộ, gọi là nó thiếu đồ, thiếu linh kiện, bọn em bớt lại thôi, chứ bây giờ không còn. Nhiều bác hỏi thì cũng thưa các bác là không có luôn. Thì bên em đã qua bộ đồng, thì bây giờ là đến những cái bộ này, những cái chiếc tạ khúc này bên em đã nhập độc quyền trên thị trường, thì các bác có thể tìm các chỗ khác không có, trừ những cái hàng nặng nhập từ năm ngoái năm kia các bác nhé. Nên là bên em bao về cái giá lúc nào cực kỳ là tốt. Tạ đấy các bác nhé, tạ đây, đúng không ạ? Và con này thì nó là gỗ sồi già, đúng không ạ? Và thần đây, những cái làng công, những cô gái thổi tù và, đúng không ạ? Những cô gái thổi kèn hay thổi tù và, đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Đây các bác nhìn này, đúng không ạ? Cánh kiết đầy đủ luôn, tay vẫn còn cầm hoa, đúng không ạ? Thần anát đầy đủ. Và đặc biệt các nhé, và đặc biệt thì con này thì nó là mặt trăng sao, đúng không ạ? Mặt trăng sao không phải mặt giấy dầu, các bác gặp giấy dầu được mua nhé. Các bác nhìn cứ phải mặt trăng sao và lềm nhôm này đấy. Mặt giấy dầu nó một thời gian nó ẩm là nó mủn lên đấy các bác, nên các bác tránh xa. Đấy. Con này thì nó chạy hai bộ máy, những cái dòng hai bộ máy này thường thường bọn em mua đắt hơn khoảng 5-700 nghìn đấy các bác nhé. Đúng không ạ? Thường thường con dòng hai bộ máy là bọn em mua đắt hơn bình thường 5-700 nghìn, và lau dầu nó đắt hơn đấy các bác nhé. Người ta lau dầu cả hai bộ máy rồi, nó chạy cả con này mà. Chạy lịch ngày tháng này con này. Đúng không ạ? Ngày 29 này, mùng 1, mùng 2 này. Đúng không ạ? Đấy nó chạy này, mùng 5 này. Mùng 5 đây này. Đấy, nó chạy. Đó, cơ chế của người châu Âu. Con này thì con số 3, và kích thước của nó là 75 x 22. Đấy, chơi con tạ lê này thì bằng vạn lần cái con ấy, đúng không ạ? Chơi con tạ lê thì nó bằng vạn lần, còn có cả quả lắc nha các bác nhé. Lắc của nó thì đều lắc kiểu này các bác này, đều của lắc có cái huy hiệu, hoặc là lắc bằng đúng không ạ? hoặc là cái mỏ leo. Thì con này thì bên em xin sale tốt các bác nhé. Em xin sale giá tốt thôi. Con này thì em xin sale với giá 2.800.000, gắt cho các bác luôn, sale gắt luôn. Đấy. Sale gắt luôn các bác nhá. Đấy. 2.800.000. Rẻ hơn con tạ lê. Các bác mua cái này đã hết tiền rồi. Các bác đi mua bộ này hết tiền. Bây giờ các bác nhiều bác, các bác mua tạ thúc khúc thiếu đồ lắm. Các bác mua tạ khúc to thiếu đồ rất là nhiều luôn. Và đặc biệt con này chạy hai bộ máy, đúng không ạ? Mặt kim loại, đúng không ạ? Chơi những cái con này thì chơi con và em khi mà đôi tạ này các bác, những cái đôi tạ dài như thế này, đúng không? Nó thả xuống cho nó đẹp lắm. Bởi vì khi các cái quả lê tròn tròn ấy các bác, nó thả nó lủn cà lủn củn, như các quả này thả sướng lắm. Mà một tuần các bác, và tạ tuần các bác nhé, kéo xích nghiên phát này chạy một tuần luôn. Và hai bên là lọng gỗ các bác, cửa gỗ này con này, đấy, cửa gỗ này, đúng không ạ? Và con số 4 em cũng xin like, đúng không ạ? Con số 4 em xin like. Vâng, con này thì kích thước nó là 72 x 22, cũng vậy các bác nhé. Cũng thần Alat này.
Con này phải nói là một trong những con vân gỗ phải nói là cực kỳ là xuất sắc, đúng không ạ? Người ta tuyển chọn, kén chọn được những cái vân gỗ này. Các bác nhìn cái hoa thị này, đúng không ạ? Nó nổi vân cuồn cuộn lên các bác nhé. Nổi vân cuồn cuộn. Đây, tạ đây các bác. Tạ đây. Và cái con này nó là mặt sơn dầu, có những mặt sơn dầu được cái người họa sĩ người Đức, đúng không ạ? Được những người họa sĩ người Đức người ta vẽ, đúng không ạ? Vẽ lên các bác nhìn cho em những sờ còn lồi cả tay vân các bác. Vẽ tay thủ công 100% đấy các bác nhá. Đây này, không có ai in dập được những cái đường nét này các bác nhá. Đấy, các bác nhìn cho em. Những cái đường nét này để mà nói những cái người họa sĩ thì công người ta rất là cao, đúng không ạ? Có những cái bức vẽ lên mấy nghìn đô, kể cả người công châu Âu thế. Đây các bác nhìn cây in bóng nước này, đúng không ạ? Phải kiếm được những cái đồ vẽ thủ công này thì nó mới có giá trị về lâu dài có nhé. Còn các bác nhìn cứ in 1.000 con như một nó không phải là cái thú chơi và nó không phải thú hàng hiếm. Các bác biết những cái xe Rolls-Royce đúng không ạ? Những cái Mercedes đúng không ạ? Có những cái người thợ vẽ nó chỉ còn vạch những cái đường mực này mỗi tháng, mỗi ngày nó mấy nghìn đô các. Một tháng nó mấy trăm nghìn đô luôn. Đây các bác nhìn cho em, đúng không ạ? Và phải nói là cái người phụ nữ này thì các bác nhìn trông dáng rất là đẹp đúng không ạ? Rất là béo tốt đúng không ạ? Nhìn trông rất là xinh xắn đúng không các bác? Những cái người phụ nữ đây, vị thần Alat này. Còn cái mảnh gỗ này thì nó ở bên này các bác nhé. Đó, em sẽ gắn vào cho các bác. Đấy đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Đây bốn trụ đây, đầy đủ hết các bác nhé. Con này thì em cũng xin sale với giá 2.800.000 thôi, con số 4 này, kích thước 72x22 này. 2.800.000 thôi. Chơi những con này như này thì nó mới sướng các bác này. Đấy, tạ cầm rất là nặng luôn. Treo con này các em đảm bảo các bác về lấy một con này các bác treo vào mấy con tạ lê nhỉ các bác, thì con tạ lê các bác không đủ tuổi chống với con này đúng không ạ? Không thể đẹp bằng con này được, bởi con này nó quả tạ nó dài nó suông. Tiếp theo thì em xin like con số 5. Mẫu này đây là con cuối cùng nha em các bác nhá. Mỗi ngày thì bên em bỏ ra được một con hai con các bác này. Cái con hai mái này không biết làm sao mà nó chạy thế các bác ạ. Nó chạy cực kỳ luôn ý. Bởi vì là không biết làm sao có khả năng nó điệu các bác. Nó là hai mái, một mái trên, mái dưới và cái mặt của nó mặt to. Và nó có bộ con tiện các bác này. Đúng không ạ? Nó có bộ con tiện. Nhìn trông nó thanh thoát lắm. Kim thì kim to, mặt gỗ sồi, màu mận chín, trên có tiện các bác này. Những cái mẫu này thì hầu như cứ hở like con nào hết con ý các bác. Nhưng cũng xin thưa với các bác, đây là con cuối cùng của bên em các bác nhé. Đây là mẫu cuối cùng của bên em. Mặt là mặt gỗ đúng không ạ? Mặt là mặt gỗ sồi màu mận chín, trông rất là đẹp luôn đúng không ạ? Óng ánh long lánh luôn. Trên này trên mặt cốt đồng có nhá. Đây cốt đồng là khắc lõm các bác, không phải viết đâu, số in đâu. Người ta khắc lõm quả lắc đây. Và con tiện đây các bác nhá. À con tạ đây. Tạ đây các bác nhá. Tạ thì rất là to luôn. Tạ em đo cho các bác xem tạ bao nhiêu phân đúng không ạ? Tạ xem đo qua cho các bác xem bao nhiêu phân. Tạ rất là dài luôn. Khi một quả lắc nó ở đây nó lắc đi lắc lại và quả tạ thì bên ngoài 25 phân các bác, đúng không ạ? Một trong những mẫu tạ rất là to. Đây các bác nhìn cho em cụ thể. Con này là con số 5. Nhìn trông sướng mắt, đã mắt lắm. Các bác nhìn hàng bên em, nhìn nhiều các bác bảo xem hàng bên em chả thấy bao giờ chán quá. Này, các bác nhìn cho em. Nó to, nó dài mà nó thanh lắm. Đây các bác nhìn cho em, đúng không ạ? Em xin sale với giá 3.200.000, con cuối cùng. Bác nào nhanh tay thì bác được nhé. 3.200.000 một con này các bác, đúng không ạ? Có 3.200.000 được các bác nhé. Và con này con cuối cùng. Nhìn treo lên tường nó thanh lắm các bác nhìn cho em. Bởi vì là cái đồng hồ thì cái mặt nó nhô ra ngoài, đúng không ạ? Trên thì hai mái, dưới thì có đế các bác. Dưới đúng không ạ? Dưới thì có đế, nó giật một cấp, bốn con tiện trống lên. Nhìn trông nó đã. Khi mà cái bộ quả lắc này các bác này, khi mà con tạ, quả tạ nó treo bên ngoài trong quả lắc nó ở bên dưới ở bên trong quả tạ đấy các bác. Quả lắc thì bên trong các bác nhớ, quả tạ bên ngoài. Khi đó nó lấp ló, nó lẩy bên nọ, lẩy bên kia, nhìn trông sướng mắt. Tiếp theo thì em xin like mã số 6. Vâng, con này kích thước lên đến 93 phân các bác này. Khá là khả năng bên em hơi bị lạc giá con này rồi. Con này chắc nó phải tầm 3.500.000 các bác này. Nhưng thôi em báo giá 32 thôi, em báo giá các bác luôn. Để các bác nhìn cho em, nhìn trông thích mắt lắm. Có 3.200.000 con này, cả lau dầu nữa thì 3.500.000 đúng không ạ? 3.500.000, 3.500.000 50 thì thôi các bác này. Chất sờ nất luôn đúng không ạ? Các bác nhớ nhanh nhá các bác nhá. Đây hôm nọ em bán một con, hôm nay nó lại về các bác. Hôm nọ em bán một con, hôm nay nó lại về. Vâng, con này thì quá là đẹp luôn. Ok. Con này đẹp quá này các bác này. Hôm nọ em bán con, bác nào hôm nọ lấy một con này các bác nhé. Bác nào hôm nọ lấy một con này thì hôm nay các bác cố các bác nhé. Hôm nọ các bác nào em nhớ, em không nhớ tên nữa rồi. Hôm nọ bác nào lấy một con này thì các bác nhớ chốt một con này thành một đôi này. Nó chơi thành một cặp luôn này. Không dễ thì kiếm được một chiếc như thế này đâu. Chiếc này nó là một chiếc gỗ sồi vàng. Và các bác nhìn cho em. Đường vân đúng không ạ?
Đường vân này là một cây gỗ cực kỳ to, rộng, cái gỗ này cực kỳ là chắc luôn các bạn này. Quả lắc đây các bạn nhé. Và tạ của nó các bạn nhé, tạ của nó như này, đúng không ạ? Tạ của nó cũng đấy, đúng không ạ? Khi mà quả lắc bên trong, quả tạ bên ngoài là lấp ló, và con này thì phải nói là siêu mới luôn. Con này siêu đẹp luôn. Và con này cổ các bạn nhé, con này cổ đấy, không phải là không cổ đâu các bạn nhé. Con này nó sản xuất cổ như những cái con trên này này các bạn này. Nhưng mà nó do cái màu gỗ và cái nước sơn. Cái nước sơn này là cái nước sơn màu cánh gián các bạn nhé. Màu cánh gián nhạt, nên là phải nói là bao nhiêu năm, đúng không ạ? Bao nhiêu năm tháng các bác thấy xem, người Tây người ta vẫn giữ được cái màu sơn này. Và đảm bảo riêng các bác, nếu về các bác không lau sơn, không lau xi và các bác để nguyên này, em đảm bảo các bác chơi 100 năm nữa nó vẫn là màu này, vẫn nét như thế này. Các bác đừng lau sơn lau ấy vào nữa. Các bác cứ lấy giấy ăn sạch hoặc là lấy các bác hoặc là lấy xi hoặc là lấy sáp ong thôi. Đúng, các bác lau đi thì nó vẫn ra màu này các bác nhé. Tuyệt đối không lên sơn màu khác, bởi vì người Tây người ta giữ gìn được như thế này, đúng không ạ? Các bác nhìn quả tạ này, sáng ưa vàng ươm các bác nhé. Và hơn nữa thì trên thì có hai vị thần, đúng không ạ? Vị thần này thì đúng là như là hai cái tượng con mãnh sư ở Hy Lạp các bác nhỉ. Cái đầu dưới là chân sư tử, đúng không ạ? Với những cái đường hoa, đúng không ạ? Rất là cổ luôn, đúng không ạ? Rất là cổ luôn. Trên là kính các bác, trên kính cong. Và bên dưới nó như là một cái hoa lửa, đúng không ạ? Nó như một cái hoa lửa bát quái. Bên trong là những cái bông hoa tulip, đúng không ạ? Bên trong là những cái hoa tulip nó đang thò ra nấp nó, đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Và bên dưới là những cái thảm cỏ, đúng không ạ? Cài những bông hoa rất là đẹp, đúng không ạ? Đây logo được các bác nhé. Đây kim này các bác này. Kim là kim lắc kê vàng luôn các bác này, không phải kim thường thường đấy các bác. Kim lắc kê vàng luôn, nhìn sướng mắt không? Đấy. Không dễ gì kiếm được đâu các bác nhé. Không biết hôm nọ em có bán một con, bác nào bác bảo có còn không, em bảo là em không biết được, em bóc mới có, nhưng đây là cũng là những cái con cuối cùng rồi, đúng không ạ? Đây là những con cuối cùng rồi. Đây các bác, nó kỹ như này mà, đúng không ạ? Nó kỹ như thế này. Vâng. Và con này là chơi bính bong quá này. Đấy các bác nhìn này. Đấy. Đây là cái mảng nhện các bác nhé. Bác nào muốn chơi mảng nhện Tây zin thì đây này. Đấy. Em có thể nhặt đóng gói, đóng vào túi bóng để gửi cho các bác nhé. Đúng không ạ? Đây toàn mảng nhện này các bác này. Mảng nhện Tây này. Đấy, đây mảng nhện Tây đang bán này. Máy thì rất là đẹp, đúng không ạ? Đấy, còn nguyên nhện của Tây luôn thì các bác thích chơi nhện Tây thì các bác có thể để nguyên. Đẹp lắm. Vâng, con này thì em xin báo giá tốt thôi các bác nhé. Đấy, bác nào hôm nọ lấy một con không còn cơ hội đâu. Con này con cuối cùng của bên em và nó đẹp như thế này các bác nhé. Đấy, gỗ sồi các bác, cố làm sao các bác giữ được cái màu này. Vận chuyển về, thề với các bác, con này hết 1.3 triệu thì vận chuyển luôn. Con này thì em xin sale với giá 3.200.000 thôi. Đấy, con cuối cùng đây em quay tổng thể các bác ạ. 3.2 triệu một con to như thế này, đúng không ạ? Bằng con tạ lê, mà bộ máy chắc chắn máy to hơn tạ lê rồi. Mà tạ thì tạ to hơn rồi, mà nó đẹp hơn, mà treo lên tường nó sang quá này. Em sẽ quay một lượt thì các bác nhìn. Ý, nhìn trông như thế này thôi mà. Hôm nọ có bác nào lấy, các bác nhớ kim là kim đồng luôn các bác này. Kim đồng mà mặt lắc kê vàng hết, nhìn nó sang lắm. Con này em thấy nó sang nhất ở hội này. Nếu các bác ở những nhà chung cư hay nhà, đúng không, nhà đẹp các bác mới xây, các bác bắt con này cho em, bắt không thể cho nó trượt các bác nhé. Tiếp theo thì em xin like con số 7. Ây da, con này thì em thấy toàn màu xám luôn các bác này. Vâng, màu xám này thì gọi là màu xám xanh các bác nhé. Màu xám này màu xám chì các bác nhé. Đúng không ạ? Với bác nào chơi đồ cổ, nhà các bác nào chơi đồ cổ, cổ điển, các bác chơi con này cho em. Em hé hé em rạch cho anh một phát cái này ra để cho các bác nhìn màu xám chì của tạ thế nào. Con này thì thưa với các bác này, bản nề xám. Đúng không ạ? Bản nề xám, mặt xám, hấp lơ, lắc xám, dây xích xám, tạ xám, đúng không ạ? Đây các bác này, không dễ gì kiếm con này. Đúng là em phải vài năm nay thì các bác, vài năm nay bây giờ mới về được cái con. Và hơn nữa cái màu gỗ của nó phải nói là siêu đẹp, siêu nét luôn, đúng không ạ? Siêu đẹp luôn. Gỗ sồi các bác, con này chắc lắm các bác này, nhìn tay nó giữ sạch không? Con này phải lâu lắm rồi các bác, phải đến chắc vài năm nay thì em mới về được con này. Các bác nhìn đồng bộ không? Khi mà lắp một bộ tạ này lên, đúng không ạ? Xích xám, mặt xám, nắc xám, đúng không ạ? Bản nề xám, mặt xám, nắp lên thì thôi các bác nhìn trông nó muốt mắt lắm. Nhìn trông nó sướng sướng mắt lắm. Đây, tay nắm đây con này. Đấy, tay nắm. Đúng không ạ? Nhìn trông rất là đẹp luôn. Con này thì em xin giới thiệu về bộ máy. Con này chơi 3 tạ đấy các bác nhé. Máy lớn chơi 3 tạ. Con này thì em sẽ đưa cho các bác một cái giá rất là tốt luôn. Đây này, có dây ngắt nhạc rồi các bác, reset này.
Đấy, có dây ngắt chuông đấy. Không biết dây ngắt chuông hay dây reset không biết. Để em. Khả năng con đấy là dây dắt ngắt chuông. Ai già, các bác nhìn cho em. Máy to nhê. Úi dồi ôi, máy con này nó phải gấp gần đôi. Đây, mấy cái dòng nhỏ nhỏ máy nó chỉ tầm này các bạn. Đấy, mấy dòng nhỏ nhỏ. Ôi không, nó không ra. Nó mở lắc lên này. Đấy các bác. Mấy cái dòng nhỏ nhỏ máy nó chỉ tầm này thì các bạn này. Nhưng máy này nó to. Nó đã vừa to, nó còn mới. Mà các bác nhìn cho em, bộ côn này nó đánh 5 côn luôn các nhá. Đánh bảng Westminster đấy các bác. 15 phút điểm nhạc một lần. Bác nào chú ý này, con này là hàng độc này. Nhà em duy nhất có một con này thôi. Duy nhất có một con này thôi các bác nhá. Đấy các bác, tạ xám, nắc xám. Con này hàng độc đấy các bác nhá. Em xin sale con này thôi các bác nhá. Xin sale giá tốt. Con này thì em xin sale với giá 6 triệu. 6 triệu thôi. Em định bán 6 triệu 2 nhưng mà thôi. Mấy khi, đúng không ạ? Mấy khi được những cái con nó đẹp như thế này các bác chơi cho em, đúng không ạ? Các bác chơi cho em, gỗ đẹp lắm. Gỗ đẹp, mặt xám, nắc xám. Đúng không ạ? Con này thì nó trông nó kiểu cường tráng các bác. Với những cái bác nào tính kiểu, đúng không ạ? Với các bác tính trực, hoặc những bác nào đàn ông, đúng không ạ? Tính thẳng kiểu, hoặc là các bác là chơi này, màu này nó khỏe lắm. Nó tạo nên không gian rất là khỏe. Cái bộ tạ này em chưa tháo ra cho các bác nhìn, màu xám trông nó cứng, trông nó lực lưỡng lắm. Tiếp theo thì em xin nai chiếc số 8 các nhá. Em xin nai đôi này thì bác nào chơi được thành một đôi thì đẹp lắm đây này. Con này thì nó cao đến 88 cm các bác nhá. Cao đến 88 cm. Và đây em xin nai. Vâng. Đôi tạ thì cũng rất là to đây đúng không ạ? Đôi tạ rất là to. Và phải nói là người, cái cô con gái này, đúng không ạ? Cái cô con gái này thì phải nói là đồng cực kỳ là mập mạp này, đúng không ạ? Mập mạp béo tốt các bạn ấy. Mập mạp béo tốt này. Đấy. Đang thổi tù và, đúng không ạ? Đang thổi tù và Tây. Đấy các bạn nhìn này, lắc như lắc kê vàng các bạn này. Chơi như này nó mới đã. Khóa thế này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn này. Mập mạp béo tốt như thổi tù và Tây. Lâu lắm em mới kiếm được cái bộ thần Alat mà nó đẹp này các bạn nhìn cho em. Từ bộ râu rồi các bạn ạ. Đấy đúng ạ, từ bộ râu, từ mặt mũi đúng ạ. Lâu lắm em mới gặp bộ thần Alat đẹp như này. Con này thì điều đặc biệt các nhá. Điều đặc biệt là có mặt trăng sao các này, chạy hai bộ máy các bạn. Chạy hai bộ máy và trên là mặt kim loại có liền sơn, vẽ sơn tay hết các nhá, vẽ sơn tay. Ở bên trong là khắc họa một một cái vịnh các bác, một cái vịnh với những cái chiếc thuyền đánh cá, thuyền buồm các bác nhá. Và hai bên là đều kính đúc này các bác này. Đẹp lắm, chơi những con này nó sướng bằng vạn, con tạ lê. Kích thước 88 x 24 của các bác. Và bộ máy đây các bác nhá, bộ máy đây. Bộ máy thì bộ máy ăn tạ to các bác nhá, bộ máy ăn tạ to. Đây có nhá. Bộ máy thì phải nói là rất là nét luôn, đúng không ạ? Rất là nét, rất là đẹp luôn, máy FHS của Đức các bác nhá. Đánh chuông chén 30 phút điểm chuông một lần đây các bác nhìn cho hai bộ máy đấy. Nó kéo cả bộ bánh răng dưới, nó phải dùng hai bộ máy các nhá. Và con này thì em sẽ báo giá tốt cho các bác luôn. Em phụ anh đi. Vâng, em sẽ quay xa các nhá. Đấy các bác. Nó rất là to luôn, đúng không ạ? Vâng, con này thì em xin sale xuống 100.000, là 3 triệu 100.000 còn to. Và con bên cạnh cũng thế các bác nhé, các bác chơi theo đôi này. Con số 8 và con số 9 đúng không ạ? Con số 8 và con số 9 đấy các bác nhé. Hai con đẹp như nhau đấy các bác nhé. Các bác chơi một đôi cho em này. Đẹp lắm, vừa to vừa dài vừa đẹp. Mà em chọn thành đôi luôn đấy các bác nhé. Số 8 là 3 triệu 1, số 9 3 triệu 1. Các bác chốt một đôi cho em đây này. Nó đẹp lắm luôn ý. Đây này. Úi xổ, các bác nhìn cho em. Các bác nhìn cái vân gỗ lông chuột này các bác biết được đúng không? Những con đẹp quá thì em chỉ này qua qua được bác. Này dưới nào hoa hình hoa, hình hoa thị các bác này. Đấy. Treo lên nó đẹp lắm và bộ tạ nó đẹp các bác nhá. Vâng, đây các bác nhìn cho em, đúng không? Nó đẹp lắm, nhìn cho nó mút mắt. Mà to gấp rưỡi này con tạ lê các bác, to gấp rưỡi lần con tạ lê. Và con số 10, vâng, con số 10 một con mặt rất là đen, đúng không ạ? Mặt đen đẹp rồi các bác. Con này thì trông nó kiểu đột biến các nhá, con này là đột biến. Các bác mấy khi về mà được nhìn những cái con tạ khúc như này không các bác? Đây, em xin quay các bác nhé. Diện tích khá là chật. Đây, tí nữa có mấy con hàng hiểm đấy các bác nhé. Em dồn mấy con hàng hiểm hôm nay sau. Vâng, con này là con tạ lê đột
con tạ khúc dáng kiểu đột biến này các bác này. Mặt là mặt đen tuyền với những số trắng. Số này thì các bác buổi đêm các bác hoặc những cái bác nào mà mắt là kém một chút các bạn dễ nhìn này các bác này. Đúng ạ, cực kỳ là dễ nhìn luôn. Và hơn nữa thì bên dưới thì nó là hình bông hoa và gỗ thì dày lắm các bác nhìn chưa? Gỗ nó làm dày đến khoảng 4 5 phân luôn, đúng ạ, 4 phân luôn, 3 phân rưỡi 4 phân luôn. Gỗ sồi nguyên bản. Và lắc các bác nhìn cho em, quả lắc rất là dài, đúng ạ, quả lắc rất là dài. Tạ to các bác nhé, tạ to dài. Em kéo bộ máy ra để cho các bác nhìn xem. Con này trông đẹp lắm, dáng nó điệu. Mà con này hàng độc, em rút lên, đúng ạ. Ít có con kiểu cơ chế rút á. Rút lên chứ, đủ lên. Đấy, các bác, đấy, vừa ngươi mở ra, đúng không ạ. Xong nhấc lên thôi. Rất ít máy mở kiểu này. Con này thì máy chơi bính bong quá nhá. Chơi bính bong, máy rất là to dài luôn. Đó, các bác nhìn cho. Đồng vàng ươm, đúng không ạ. Đồng phải nói vàng ươm, lá mía vẫn còn nguyên này các bác này. Còn zin nguyên, đúng không ạ. Đấy, chơi, các bác cứ chơi hàng tại châu Âu là cho em. Giá thì nó tốt. Giá con này cộng với tiền vận chuyển, các bác đừng có mua bên châu Âu quá nhé. Mua bên châu Âu nó đắt gần gấp 2 lần. Được cái mác châu Âu thôi, được cái mác Tây thôi, nhưng mà thực ra nó rất là đắt luôn. Bên em thì có rất nhiều anh cũng ở bên Pháp, bên Đức, nhưng cứ phải mua ở Việt Nam. Ở anh đang bên Đức đây, anh đang bên Pháp thì anh ra chợ anh gặp con này, nhưng mà giá nó chả rẻ như Việt Nam, mà anh thấy hàng của các chú còn đẹp hơn là hàng bên này. Vâng, con này thì em xin sale với giá 3.300.000 con hàng độc này các bác nhé. Đấy, các bác nhìn trong quả lắc thì nó đung đưa ở giữa đây, đúng không ạ. Đây, quả lắc thì các bác treo như này, đúng không ạ. Quả lắc thì các bác tạ đang treo xuống như thế, đúng không ạ. Quả lắc bên trong lắc lấp na lấp đó, mà dáng này nó thon, nó đẹp các bác, dáng nó trường. Đây, con này nó dài đến 82 phân nhân 25, chơi bính bong 3.300.000, đúng không ạ. Chơi đánh hẳn bính bong luôn chứ không phải trúng chén các bác nhé. Tiếp tới đây thì em xin like một chiếc đồng hồ. Vâng, chiếc này cũng chiếc đồng hồ hai tạ. Con số mấy nhỉ? Con số. Vâng, các bác nhìn cho em. Con này khá là đẹp luôn, bắt mắt luôn các bác. Đẹp nhỉ? Nâu lắm nhỉ? Đấy. Em hôm nọ cũng có một bác mua con giống như này này. Bác nào chọn được một đôi này. Của bên em cứ bóc dần ra, đã bán đâu hết sạch đến đấy các bác. Nên là các bác cũng thông cảm cho bên em. Bây giờ không nhớ được bác nào lấy con gì nữa. Phải nói là gặp được những cái con gỗ sồi đẹp như thế này, đúng không ạ? Mặt đẹp, nắc đẹp như thế này. Con này chắc chắn là trên mét rồi. Chín mấy? Vâng, 95 các bác nhá. Số đẹp đấy các bác. Và chiều ngang 95 phân nhân 33 phân, đúng không ạ? 32 các bác. Mặt 32 phải, tài mãi các bác. Thì để em xin tả qua con này thì các bác nhìn cho em, đúng không ạ. Con này là những dòng hai cổ. Những cái dòng hai cổ này thì thực sự đây là con cuối cùng của nhà em các bác nhé. Đúng không ạ, đây các bác nhìn cho em, đúng không ạ. Không còn con nào hai cổ đâu. Hết rồi các bác, hết rồi. Hở ra đến đâu các bác lấy sạch đến đấy. Dòng hai cổ này treo lên nó thoáng lắm, nó không bị bí các bác. Nó cũng như là nhà các bác, trong nhà các bác có cái cửa sổ hay có cái lan can, đúng không ạ. Trên tầng nhà bác có cái lan can, ra ngoài lan can cảm giác nó thoáng, nó không bị bí. Nhất là ở không gian thành phố, không gian Hà Nội, khi mà mình treo những cái này, đúng không ạ. Bên dưới đặt, trên đặt nữa, nhà mà đặt nữa thì thôi rồi, đúng không ạ. Nhà mà bí trông nó ngột lắm. Nên là tất nhiên nói về phong thủy thì các bác nên chọn những cái như thế này, đúng không ạ. Nó có chương. Với bên chương, nó đã là cái chương trông thoáng rồi, thì bên họ trên họ cái bông hoa họa tiết vàng, đúng không ạ. Họa tiết vàng nó nhìn màu nó sang. Nó hầu như màu vàng này là màu kiểu hút tài hút lộc. Hoặc những cái tiệm vàng ngày Tết ngày lễ người ta hay treo những cái màu vàng nên nó đẹp lắm. Ở giữa là một cái bông hoa, đúng không ạ. Cái bông hoa này là bông hoa mắc ca các bác, nó gần như của bông hoa mai, năm cánh, nhìn trông rất là đẹp. Với những cái đường hoa hồng, đúng không ạ. Đường hoa hồng nó tép thành cột. Và tìm được những cái cột như này thì chắc chắn thì nó 1.000 phần nghìn nó đẹp hơn cái cột gỗ, đúng không ạ. 1.000 các bác, một là cái cột này, hai cái cột gỗ thì các bác chọn cái nào. Cái cột gỗ, đúng không ạ. À, cái cột này, đúng không ạ. Bụi rất là đẹp luôn. Cái mặt các bác, cái mặt thì bên trên thì có kính này. Đấy, trên bên trên thì có kính cong mo lên, đúng không ạ. Và kính đây mà toang một cái hết tầm 300 thì đúng không ạ. Bên em là cắt 250 mà ông đang sao ôm được khoảng 5 xịt các bác. Còn đi 2 lần ý. Các bác nhìn cho em cái mặt, đúng không ạ. Và em thì cuốn hút nhất ở cái kim các bác. Em thì cũng bán đồng hồ nhiều nhưng chưa mấy khi gặp cái kim này các bác. Đây, kim này là 100% 1.000 phần nghìn là kim nắc kê vàng có nhé. Đây này, kim đồng khác và kim nắc kê vàng khác có nhé. Các bác thì có thể nhìn cái kim này và kim nhạc bác này. Kim nắc kê vàng thì nó rất là sang. Khi mà đồng hồ người ta nhìn đến là cái gì? Người ta nhìn đến cái kim đầu tiên, đúng không? Để xem mấy giờ. Và cái kim này khi mà nó mở lên quá này,
nó rất là óng, màu lắc kê vàng và trong veo luôn, đúng không ạ? Và em xin sale bộ này thì bộ máy đây, em quay tổng thể có nhìn này, nó đẹp lắm, nó vừa to vừa dài vừa đẹp này, đẹp nhỉ, không mấy khi các bác. Con này con cuối cùng của bên em lật lên cho các bác nhìn bộ máy. Khi quả lắc dài như là lắc xong là chơi bỏ ra bao nhiêu tiền đâu, đúng không ạ? Em thấy nó đẹp gấp vạn lần mấy cái con đồng hồ kiểu đồng hồ thùng cỏ đấy các bác, thùng xấu mà chơi bản Westminster đi các bác, đúng không ạ? Chơi mấy cái dòng ấy chơi nó bị lỗi thời rồi, mình chuyển sang chơi dòng này nó sang. Khi quả lắc cạn kéo dài xuống, đúng không ạ? Lắc nó đung đưa, ôi trời, lại còn mở cổ này nữa. Có vướng gì không? Nó không vướng gì đâu. Đây các bác nhé, máy FHS chơi bình bong này các bác. Đấy, là còn nguyên nhện tây các bác, em tặng cho các bác nhện nhé. Đây này, đấy, không phải bẩn đâu đây, tơ nhện này các bác này. Đấy, nhện tây này, đấy. Đấy, các bác nếu mà các bác đấy, các bác mang đi đấy, không bảo không phải nhện, đúng không ạ? Các bác nghiên cứu xem nhện tây nó khác nhện Việt Nam. Đây, cái này, đây này, cái chốt này các bác nhé. Đây, cái chốt này là bốn cái chốt lỗ này các bác này. Đây là cẩn thận, nó bọc nó để trong nữa. Đây này, bốn cái chốt lỗ này, bốn cái chốt lỗ. Đấy, em để trong này. Con này thì em xin sale giá cực kỳ là mềm các bác nhé, mềm lắm luôn này. Con này các bác đừng có tranh nhau thì tranh từ từ thôi các bác nhé. Con này 3 triệu 850 nghìn. Đúng ạ, chiếc này thường là 4 triệu, hôm vừa rồi bác nào mua 4 triệu thì bác mua con này rẻ hơn 150 các bác nhé, 3 triệu 850. Em để tạ để lắc vào cho các bác nhìn, các bác còn chụp. Úi xồi, 3 triệu 850, con to thô lô như thế này các bác. Úi xồi, đẹp như thế này, kim của lắc kê. Và tiếp tới đây thì em xin like cái lô này, cái mẻ này. Em cho anh cái đèn này. Đúng. Vâng, đây là ba con khổng lồ đấy các bác nhé, ba con khổng lồ đấy. Một trong những dòng to nhất của Tạ Khúc và đẹp nhất của Tạ Khúc đây các bác nhé. Em cắm luôn cái điện nguồn lên trên này. Vâng, thì đợi em đèn nhà em có mỗi, nhà em không đèn, đèn tối quá các bác. Đây, một trong những cái dòng to nhất của Tạ Khúc này các bác này. Lúc trưa em có làm con như này thì có ông chú ông đến chốt trực tiếp luôn. Thì em đang hẹn một anh ở Hải Phòng và một anh ở trong miền Nam, một anh ở Quy Nhơn Nha Trang và một anh ở, cũng ở trong miền Nam nữa, hai anh miền Nam, một anh miền Bắc. Các bác, em đang hẹn, em đang lợi. Thì các bác nhìn con này các bác nhé, không dễ gì gặp được những cái con to vừa đẹp như này đâu các bác nhé. Đẹp lắm đấy các bác. Đây, đợi em, nó hơi tối một chút. Con này con số 12 các bác nhé, tạ to lắm các bác. Không phải này, cắm lại. Vâng, con này một trong những mẫu hàng tạ to nhất của, đúng không ạ? Một trong những mẫu tạ, một trong những mẫu tạ rất là to. Các bác nhìn cho em. Ok các bác nhé, thì em xin like đến con này. Vâng, quả lắc thì quả lắc to. Và con này có nhìn cho em cái vân gỗ, nó gần như kiểu gỗ muồng các bác nhỉ, đúng không ạ? Gỗ sồi nó gần như gỗ muồng. Và con này thì em không biết đây là loại gỗ gì các bác nhé. Thế, nếu mà để mà xét theo cái vân gỗ này thì cái tom gỗ này thì em thấy nghiêng về phần gỗ óc chó nhiều hơn. Và các bác nhìn cho em gỗ sồi, đúng không ạ? Gỗ sồi thì chắc chắn cái màu nó là màu này. Như gỗ này thì em nghĩ là cái tom vân gỗ này vân gỗ óc chó. Và cái gỗ óc chó này phải, đúng không ạ? Gỗ chó này nó đắt gần gấp 3 lần gỗ sồi. Bởi các bác vào các cái khu biệt thự, đúng không ạ? Các cái cầu thang và các cái bộ ghế của các nhà đại gia có, thì các bác thấy gỗ óc chó. Và cái gỗ óc chó này thì khi mà các bác về làm một cái tủ hay một bộ ghế thì chắc cũng chắn cũng phải hết vài trăm quá. Bởi vì cái gỗ óc chó thì nó rất là đắt. Các bác nhìn cho em cái vân, đúng không ạ? Cái vân rất là đẹp. Và đây thì cũng là một vị thần, đúng không ạ? Một vị thần thì em chẳng biết thần gì, đúng không ạ? Nó chả biết, à đây vẫn là cái lưỡi hái, đây là vị, vẫn là thần rớt, một vị thần bất tử của châu Âu, một vị thần sinh sôi ra, đúng không ạ, đẻ ra để, đúng không ạ, một vị thần gần như là kiểu nó tạo ra, đúng không ạ, nó tạo ra châu Âu các bác, tạo ra thế giới Hy Lạp. Và cái cột gỗ này các bác đấy, nhìn cái cột rất là to. Mặt con này thì rất là đẹp, đẹp hơn cả con lúc trưa luôn. Con này thì các bác nhé, nó là màu, cũng là màu như kiểu gỗ, gần như con này gỗ chó gì các bác. Em thì bên em thì về đồng hồ thì em hiểu rất rõ, nhưng về gỗ thì em cũng trước là thợ mộc, em chỉ biết gỗ ta thôi, em không biết gỗ tây đâu các bác. Đấy, trông chắc lắm, trông chắc rất là đẹp. Vâng, con này thì em xin quay toàn thể các bác, em xin quay toàn thể. Con này là một trong những cái con to nhất các bác nhé, vĩ đại nhất, các bác nhìn cho em, đúng không ạ, to lắm luôn ý. Cái tạ con này đã 30 phân đến nơi rồi. Mặc đây, lắc đây. Vâng, em xin mở đến cái phần, úi xổ ôi các bác nhìn cho em,
mấy khi các bác gặp được cái mặt nó đẹp như này đúng không ạ? 100% đây các bác nhìn, đồng này là đồng dập tán các bác nhé. Đồng dập tán, hai bên là hai thiên thần, một người này đã đang gảy đàn, một người là đang thổi kèn. Nhưng nó là người hóa các bác. Đây là các bác nhìn cho em hai nhành cây nó lên và lở hai người hóa này các bác nhé. Đúng không ạ? Và cái hãng này nó như kiểu là hãng này, nó như kiểu hãng Hua Ba các bác này. Mặt này là mặt đúng không ạ? Mặt này là mặt kim loại các bác nhé. Mặt kim loại nó như kiểu bằng inox chất lượng cao các bác này. Và khắc lõm các bác này. Để các bác nhìn em kéo tay sờ kinh kịch. Các bác có lấy cái gì các bác trà nó không bao giờ sợ tối mất màu các bác này. Và bốn góc là bốn góc lắc kê vàng luôn các bác này. Bốn góc này là bốn góc lắc kê vàng. Mặt là mặt trăng sao đúng không ạ? Một tháng chạy một vòng đó, các bác nhé. Một đây mùng 1 và mùng 2 ngày 29 là hết này. Ở Tây là ngày 29 hết, còn mùng 1 mùng 2 là những ngày kiểu là đúng không? Những ngày dư là có ngày 31. Bên trên là một cái bức một cái lá cờ. Đúng không ạ? Một cái lá cờ là quác xe bóng đá nhiều thì đây những cái lá cờ gì đúng không ạ? Ở đây thì nó in về những cái lâu đài cổ của người Đức ngày xưa quá, lâu đài cổ. Và điều đặc biệt nó khác với những cái con bình thường đó nhá. Nó khác với con bình thường, con này nó có cần ngắt chuông này con này, đúng không ạ? Cái cần nó bên dưới này các bác nhìn thấy cần không? Đây, cái cần này này. Cái cần này nó hơi bị thọt vào chút này. Nó có cần ngắt chuông. Để em kéo cái cần ra quá nhá. Em kéo cái cần ra cho các bác nhìn. Đúng không ạ? Đấy các bác nhìn thấy chưa ạ? Cái cần ngắt chuông đây các bác nhá. Đấy, nó nhô lên các bác nhá. Con này đặc biệt là có cần ngắt chuông, nếu mà các bác không muốn nghe chuông bác chỉ cần gạt lên. Con này là một trong những mẫu cực kỳ là hiếm. Chỉ dòng tủ cây mới có những cái con này, thì chắc chắn máy bộ là máy này chắc nó giống bộ máy tủ cây rồi. Một trong những bộ to nhất luôn các bác. Để em ngửa lên cho các bác xem. Được, có cần gạt ngắt chuông thế mới bướng chứ nhỉ. Thường thường trong cái tủ cây có mặt, cái mặt trăng sao này hai củ không mua được đâu các bác nhớ. Em mới mua một bộ này hai củ nguyên cái mặt này đấy. Cái mặt trăng sao này đắt lắm luôn đấy ạ. Cái mặt trăng sao của tủ cây này các bác này. Mua cái, em mới mua cái mặt buổi hôm vừa rồi, em có mặt cái mặt xấu em mua 2 triệu luôn. Nó đắt hơn cái các cái mặt này rất là nhiều các bác này. Cái mặt như này bọn em chỉ mua tầm 1 triệu thôi các bác này. Đây, nó không có mặt trăng sao, những cái mặt trăng sao kia bọn em phải mua 2 triệu. Hôm vừa rồi bọn em đi mua cái mặt tủ cây mà. Úi giời. 8 côn 8 búa các bác. Dài dằng dặc, máy các bác nhìn máy to như tủ máy này các bác. Máy to như máy tủ cây nhỏ luôn các bác nhìn này. Đấy, đồ sộ như này cơ mà. 8 côn dài sướt mướt đúng không ạ? Ok. Đấy, chơi những cái con như này nó chất các bác. Gỗ các bác nhìn đẹp nhỉ. Gỗ này các bác nhìn cho em. Các bác hay mua Verlier gỗ ốc chó đấy các bác. Các bác nhìn đúng cái chất gỗ này luôn. Nhà em có một tệp em mới mua đâu. Kiểu nó bong các bác. Con này thì nó cao đến 1 mét. Em thử đo lại cho anh này. Em lấy cái thước em đo lại cho anh. Vâng. Rất là dài luôn. Vâng, con này cao 1 mét 18. Nó to các bác ạ. Nó to. Và nó là không có vị thần. Thường thường có vị thần Alac thì nó cao hơn khoảng tầm 10 phân nữa. Và con này thì em xin báo giá là 9 triệu mấy các bác nhỉ? 9 triệu 600 nghìn. Nó đắt được cái mặt này các bác nhé. Nó đắt được cái mặt này này. Mặt này thường thường là tầm 2 triệu bọn em đi mua này các bác này. Đấy. Nó có cần ngắt chuông nữa các bác. Bác nào mặt tủ cây mà xấu các bác lắp mặt này vào. Nó đẹp lắm luôn đấy. Em bán ra tốt đấy các bác nhé. Bán ra tốt đấy. Còn các bác đừng mua mặt giấy. Mua mặt giấy dầu là hỏng hết. Nó lứt. Nhà em cũng đống mặt giấy dầu như kia. Bây giờ đang rất là khổ sở về cái mặt giấy dầu. Nhập được cái lô về. Căn bản cái dân Việt Nam mình nó không thích chơi kiểu mặt giấy dầu quá. Tiếp theo thì em hai sản phẩm này. Bác nào thì có mua một đôi luôn các bác này. Chắc chắn thì đây là các mẫu hot hit nhất của ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Hai con này là trời sinh một cặp đúng không ạ? Một con chậm hơn tí, con nhạt hơn tí. Các bác nào treo lên thì thôi phải nói là đẹp lung sling luôn. Con này thì em xin quay qua thôi các bác nhé. Để các bác nhìn cho em. Tạ này. Lắc này. Côn thì các bác nhìn cho em. Nó phải từ trên đỉnh kia các bác này. Nó từ trên đỉnh nó kéo xuống. Và cái mặt thì mặt là có kính luôn các bác nhé. Thường thường là tạo khúc mặt to này không có kính đâu. Nhưng con này thì mặt có kính luôn các bác ạ. Số thì sắc lét luôn. Nhìn trông phê tê lê luôn các bác ạ. Đẹp không? Sợ. Thì em xin tả các bác. Em xin tả. Vâng. Đây là một đôi. Đúng ạ. Đây là một đôi tạ khúc. Đúng ạ. Các bác nhìn cho em. Nhìn những cái không cảnh người không gian, những cái thời khoảng những người nông dân Đức, người ta trồng những cái cây vụ này là những cái cây, đây là trồng nho quá, đây là những cái cây nho quá này. Người Đức, người Pháp thì những cái tầm thập kỷ, những cái thế kỷ 16, 17 thì khi đó thì cái dòng rượu vang của lúc ở châu Âu nó nổi tiếng các bác. Nên là khi đó thì các bác bây giờ vẫn còn một số hầm rượu nổi tiếng những cái thời ngày xưa ấy các bác.
Thì để mà nói thì uống được những cái chai rượu mà tận từ những năm 1998 mấy thì chắc là nó cũng phải vài trăm một chai các bác ạ. Chứ không thể nói từ vài chục một chai được các bác nhé. Thì cái thời đó thì cái công tác nông nghiệp của người ta lúc đó thì nó cũng là cuối thế chiến thứ nhất, chưa đến thế chiến thứ hai đâu. Thì lúc đó là cái ruộng cánh đồng của người châu Âu người ta sản xuất rượu nhang, rượu vang, rượu nho thì nó rất là phát triển các bác. Và ở châu Âu thì người ta cày thì người ta không cày bằng trâu quá nhé. Ở châu Âu thì người ta cày bằng ở châu Âu người ta cày bằng ngựa có nhé. Và để nói thì ở châu Âu những năm 1920 thì lúc đó thì người ta dùng máy kéo máy cày rồi. Còn đây thì những cái thời trước lửa các bác này. Khi mà người ta cày người ta rơi vào đến tận mấy người người ta cùng làm được các bác, một người thì dắt ngựa đúng không ạ, một người thì cày và một người thì dắt hạt đúng không ạ. Nó rất là đẹp. Và để nói là để trong những cái năm ngày tháng mà dài dằng dặc như thế mà nó được người Tây người ta dùng, mà các bác nhìn cho em, những cái mặt này các bác như là mới luôn đúng không ạ? Và vẫn còn sáng óng vàng, nguyên còn màu lắc kê các bác ạ. Nguyên còn những cái đường lắc kê này. Thì phải nói là người châu Âu người ta giữ gìn thì phải nói là không còn một cái ngòi bút nào, không có một câu nào để khen nữa các bác ạ. Đây các bác nhìn cho em đúng không ạ? Thần Alat, thần rớt đúng không ạ? Vị thần rớt đang cưỡi cái lưỡi hái đúng không ạ? Nó rất là đẹp luôn, trên này các bác này. Đúng không? Trên có những lãng hoa. Con này thì các bác chỉ về các bác lấy chuỗi lông các bác nhé. Các bác lấy chuỗi lông các bác lau sạch đi cho em. Em thì xin lại qua thôi. Và cái cỗ máy thì cực kỳ là lớn các bác nhé. Đúng không ạ? Nó cao 1m22 đúng không ạ? Nhất mãi đúng không ạ? Tài lộc 36 là tài lộc đúng không ạ? Và em xin rút bộ máy ra để các bác nhìn xem. Con trong thì màu sậm hơn thì em không phải rút máy đâu. Bác nào chơi được một đôi luôn thì nó mạnh quá các bác. Hình như con này phải rút kim đúng không? Em thử lật nghiêng này. Vẫn còn à, không, con này phải rút kim, con này phải rút kim. Vâng, con này thì nó lại phải tháo kim các bạn, nên là thôi các bạn nhé. Con này thì đảm bảo cho các bạn là máy đẹp luôn, máy đẹp lét như trong tranh. Bởi vì là sao ạ, cái người Tây thì người ta đã giữ gìn được cái vỏ nó đẹp này thì phải nói là cái thứ nhất là người ta giữ gìn, và cái thứ hai nữa là phải nói là thứ nhất là người ta giữ gìn, cái thứ hai là cái khí hậu của cái gia đình của những cái người đang sử dụng này này các bác này. Chứ không phải mấy ông làm thợ mộc hay là mấy ông lò rèn mà giữ được cái màu như thế này thì không thể được như thế này đúng không ạ? Nhìn tạ nhìn lắc này đúng không ạ? Đấy các bác quan tâm có gọi điện cho em nhé các bác nhé. Đây, nhìn tạ nhìn lắc này đúng không ạ? Phải nói là người châu Âu người ta cái không khí cực kỳ là tốt, người ta mới giữ được như này. Và ốc là đều là đinh ốc hết đâu nhé. Con này cũng vậy các bác nhé. Hai con đẹp như nhau đúng không ạ? Con này thì màu trầm hơn một chút các bác. Đúng không ạ? Màu đồng già các bác nhé, màu đồng già. Đây các bác nhìn cho em. Đấy, cũng là những cái người con này thì đều đặc biệt các bác. Con này đều đặc biệt thì nó có cột các bác. Con này thì đây con trơn đúng không ạ? Để nguyên nộm một đường gỗ sồi. Nhưng con này thì có cột rất là đẹp luôn các bác này. Đúng không ạ? Đấy, các bác nhìn cho em. Gỗ sồi già hay gỗ óc chó đây các bác. Gỗ sồi già hay gỗ sồi già để mặt thì các bác này. Đấy, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi nhé. Chào tạm biệt tất cả các bác đúng không ạ? Đấy, bên em thì có mấy con VIP này các bác. Hôm nay em live 3 con VIP này thôi. Còn đâu là em chấm hết các bác nhé. Còn đâu là chấm hết rồi, không còn những cái hàng đẹp này đâu. Về sau thì các bác chỉ chọn những cái hàng nhàng nhàng thôi. Những hàng đẹp hôm nay thì em tập trung em like các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi nhé. Chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn các bác vào buổi tối nay. Các bác chốt như buổi trưa hôm nay các bác chốt. Không còn em, không còn một con gì đúng không ạ? Em không còn một con gì để chốt cho các bác luôn. Đấy, các bác nhìn cho em quay không mấy khi đâu. Em cũng gặp chắc chắn thì con này thì trong buổi tối nay thì bay hết rồi các bác. Nó không còn đâu. Nó không còn đâu. Nên chắc chắn là cũng không đúng không? Chắc chắn là nó không còn trong buổi tối nay nên em cũng chỉ quay qua làm kỷ niệm thôi các bác nhé. Những cái con đẹp thì không còn, con xấu thì các bác lại đi đây lại sale đi sale lại, nó vẫn sale đi sale lại, sale rẻ nữa cũng chả ai mua. Những con đẹp như thế này thì cũng vừa lên phát là bay mất hút luôn. Đấy các bác nhìn những cái con trên tường em này, đấy buổi trưa nay này, và những con to bán hết rồi đâu. Cảm ơn tất cả các bác ạ.